Thôi anh em ơi. Trời ơi. Thấy không? Mày thấy chưa? Vô. Mày quăng đâu có bằng tao được, thấy chưa? Đồ. Nãy giờ ngồi chơi cái cục quỳnh này qua nè anh em. Hai con đó là khác. Ở dưới á. Ở dưới nữa không? Ở dưới á. Trời ơi. Trời ơi, nôn đây nè. Bực đây nè. Thấy không? Tôi nói bến nào là phải không? Ừ. Rồi giờ tới phần 2 nè, chào cô bác anh chị cái. Rồi bây giờ mình tiếp tục phần 2 nha quý vị. Bên kia thì người ta đang bơm nước nha. Không biết sao đây. Thì cái bến này thì người ta cũng mới vừa quăng thôi, đâu rồi? Cái dấu đâu rồi chú? Chú nãy mới thấy cái dèm đâu rồi? Biết, bên kia quá. Bây giờ nếu bến này không quăng rồi. Có không? Thôi bây giờ là tới phần 2 nha các anh chị. Linh mến chào cô chú anh chị. Mong rằng là phần 2 này hai chú cháu trúng mánh như phần 1 nha các anh chị. Thì cái phần 2 này là phần 2 này Linh cũng có chạy nữa nha. Phần 1 á tại nhiều cá quá. Chú nôn quá không giành chạy trơn rồi. Thì phần 1 thì ổng chạy ổng quăng cái những cái chạy đầu thì nó còn bự bự. Sao nhiều cá quá ổng gung rồi sao ổng khớp rồi sao? Chạy toàn là núm không gì mà cũng cá nhóc trơn anh em. Rồi ổng quăng rồi. Lẹ vậy? 10 cái là bảo đảm đẹp chín rồi. Đó. Đó. Đậu cá linh quá trời luôn chú ơi. Đúng bảy cá linh. Ừ. Thật biết rồi. Đâu đưa cái mặt ra coi. Bạn để nghĩ coi sao nè. Sao? Sao chưa nghe gì hết nè. Trời sao gì dướng dướng kìa lên. Dướng cái bực ngoài gì đại đi. Không có cây. Cái bực đất. Không? Ừ bực đất. Con quăng hoài không biết gì được. Vậy là có cái bực đất hả ta? Ừ. Nếu bực đất thì mình kéo quanh đây, kéo quanh kia cái tự lên hả? Ừ. Rồi sao? Cảm giác sao? Sao mà nó dướng đất này không nghe tung nè. Trời ơi. Búng bực đất ngoài kia thôi nha, chứ trong này là cây đó. Không? Ừ. Gỡ đi, cây đó. Đất. Đúng không? Quá nằm yên quá mà. Cho Linh nhóc luôn, cho Linh bự không ha. Mà nó ra hết trơn rồi anh em ơi. Ra hết trơn rồi, nó Linh mà đâu giữ gì vô nữa. Còn cái Linh nào hôm nay nó uống nu. Bên kia bơm nước mà nghe ọc bến mà. Ừ. Nó nước nó ra ọc nó nhát. Cha đó. Kéo ốp vô luôn á chứ đừng ấy là nó mới vô tùng. Trời ơi nhóc luôn nó dữ lực. Nhóc luôn nè. Ừ. Nhóc luôn nó vậy. Đều tại sao không có cá bự. Ừ không có cá bự nó không dịch. Con sợ lâu quá nè chú ơi. Con sợ lâu quá nó ăn hết mồi rồi. Lâu quá, nếu lâu quá hết mồi là chứ anh đánh né mình đi. Là quá hết rồi, không biết sao không? Là mày chạy toàn có bự không? À, nhỏ mới chạy ngang trắng ghê chú lực. Cái đùi trắng ghê luôn. Chứ người ta khoe mình phải. Người ta khoe là mình phải nhìn của bác vậy. Biết con người mình thất bại là chỗ nào không? Chỗ nào? Chỗ đó. Chỗ mà ham mê mà tủ sắt á. Đó, nhóc luôn anh em ơi, đã không? Đàn ông mà quý vị. Rồi cái này Linh hơi cà ma chút. Đàn ông là phải thế anh em ơi. Nếu mà đàn ông mà không phải thế là không phải gọi là đàn ông. Nếu mà cô bác anh chị nghe Linh nói đúng thì cho Linh một like. Là một lượt bình luận ở dưới luôn cô bác anh chị. Rồi cá nãy thấy có nhảy dưới không? Biết, tao có dòm đâu. Còn nghe sạc dưới á. Trời ơi. Ủa, có nhảy dưới đám khóm chưa mà. Nè như cũng như cái con này nãy nhảy ra đây nè. Vũ đi con lụm. Mấy cá tôi nhỏ nhiều vậy là chưa. Vẫn còn nữa nè. Thì là cá bự kìa. Ừ. Là những loại nó đuổi bằng cá kia đi hết nữa không. Ừ. Có nhiều khi nó ăn hết đi em kìa. Ê. Đây cái Linh anh em. Hồi nãy nè cái loại này nè. Nó ra quá trời luôn. Rồi cái con này tại
con chú cũng kéo đó, nó ship chì lại. Ơi vô nữa, xiết cái mặt lưới lại nó kẹt. Này mà có chạy cái linh đó chú. Ơi, mình mà đặt cái chạy mà loại 3 phân một cái nha chú ơi, trời ơi, chắc không thấy cái chạy quá. Nó nhiều quá. 14 phân mà cỡ này đây. Đất không chú ơi. Đây, chạy đầu tiên có phần 2. Nói chung là cái này cái nhỏ nhỏ không à. Rồi, tới phần 2 anh em ơi. Tiếp tục chạy 2 chứ quên. Cũng nói phần 2 nữa. Tiếp tục cái gì à? Nãy giờ là người ta chạy hết cỡ 5-6 bến không chú? Trời ơi, còn có 7% Linh, Quang ơi, không kịp. Trời ơi, không sao đâu. Nãy giờ là bị anh em chạy hết 5-6 bến rồi anh em ơi. Ừ, 5-6 bến rồi. Nản quá, chạy hơi lên tới đây luôn. Cha lục bệnh ngoái rồi sao chú? Cha cái độc xe vô duyên thật chấm chăn. Ấy, đợi quăng đừng tới lục bình, khỏi tới, vừa gần thôi, không sao đâu, để đi. Trời ơi, con quăng rất thật hơn ông mà. Trời ơi, cái thấy số không? Mày cũng hên đó. Thì con quăng cho nó dài nha. Số mày hên đó. Chứ gặp ông là ông quăng dài, ông quăng ngang vậy nè. 5 phân nữa là rồi rồi. 5 phân nữa nằm trên cái cù lục bình đó. Chứ gặp ông là ông quăng ngang á. Được rồi, để tao bẻ cái nhánh tè đó. Sao đâu. Rồi, có con vinh gì không? Vô dữ lắm anh em ơi. Thiệt bỏ nãy giờ 5-6 bến uổng rồi chú. Thiệt tình. Như cái bến vừa rồi không, con nói chú, con cản chú đừng có quăng. Có đâu mà quăng, nó mới quăng lúc nhẹp nè. Cũng thò xuống quăng. Được con cá phi anh em. Chà, chỗ này coi chừng có cây bên bờ không? Không, tại sao có gung nguyên gì không mà em ghê hả? Hồi nãy nghe gần dưới á. Chà, cái cây tre nó bẻ được không ta? Được. Lát chờ để nhánh đó, nhánh đó luôn. Ừ. Kéo nhánh tre này vô luôn. Ừ. Con ông quăng là ông quăng ngang thôi mà, bảo đảm không quăng dài như con đâu. Trời, biên đỏ rồi vậy nè. Quay cá nè. Rồi. Tắn nhóc nữa chú ơi. Trời ơi, tắn luôn. Trời ơi, con mày dính đã quá. Cá cóc luôn ông nội ơi. Coi chừng dưới cái cây nha. Bể bảy bảy mấy mấy dưới cái cây bự quá gạch. Ôi. Rửa luôn. Rồi rửa luôn đi. Rồi hết pin anh em ơi. Linh vừa kéo lên đó. Hết pin. Nói chung là cũng được số cá đây. Rồi con mày dính bự ha. Đã không? Linh đứng hơi xa đó. Đường con cá cóc nè. Này, ông mới lượm được 3 con đó nè. Nếu có Linh chài này, cái chài này được mấy con nha? 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 14 con. 14 con anh em ơi. Đây, có lý. Đó, ông chú Linh bây giờ ổng làm công tác xã hội rồi. Ông xuyên lắm anh em ơi. Ổng dọn cây giùm người ta luôn à. Rồi giờ tới chạy tiếp theo đi. Chưa tới ổng xách gì dưới anh em. Coi nã ổng không? Cho anh em xem cá rồi. Cái phần 2 này. Rồi lát đi chạy nữa rồi tính sau. Giờ nghỉ anh em ơi. Lát đi chạy nữa. Nói chung là đây phần 2 này được như đây anh em ơi, dữ lắm nha. Coi vậy chứ cũng nhiều lắm. Linh luật thọc thọc tay mà lúc ở dưới luôn nè. Vậy không? Đó. Cá bự bự không mà đã thiệt chứ. Mà con cái là người ta quăng hết rồi. Nên là giờ hai đứa cháu bỏ lại mồi lại 2-3 bến gì nữa thôi. Là đi quăng tiếp. Rồi bà dừng lóc thịt đây, quay bà cái đây, dừng chưa?
Đây nè, cái phần 1 nè anh em. Phần 1 ở màng cá nè. Trời quý vị mệt quá quý vị ơi. Màng từ sáng tới giờ đuối luôn. Chưa cơm xương. Nước gì tân. Bà lóc xương nha anh em. Xương. Lóc xương là bà sai nha. Đó. Bà bự thì mình lóc xương ra. Ừ. Đó. Rồi lát bà sai xong bà ướp xong rồi bà này kia xong rồi là lóc xương ra như vậy nè quý vị, cá nào bự á mình lóc ra. Ừ. Cho nó dẻo. Ừ. Đã không? Hết bị cá thì anh em ơi. Phải dặn bà đừng chặt cá rồi quay xong rồi bà chặt. Quên. À, bây giờ là ông hỏng trâu mồi nè. Mồi có ông mồi gì đâu. Có đặc biệt gì không? Đặc biệt. Đó, cái gì vậy? Victory. Rồi tự nhiên cái linh sách cái thùng cá này xuống đây là lãng nhách rồi chứ để cho bà đi bắt. Để cho bà mặn. Đó nè. Đã. Rồi. Bây giờ là giờ hai cho cháu nghỉ thôi. Rồi chút đi chạy. Cái ông cụ không đang ngủ nè. Đây là ông Tám. Ông ngủ rồi. Ông đang ăn cơm nè. Đây ông đang ăn cơm nè. Cái ông buồn ngủ rồi, cái ông rồi ông nằm ngủ luôn. Nói chung già cả mà có anh chị. Bây giờ mày đây là bà cụ. Mày hứng thì mày bỏ đi. Con được nhiêu đó bụng không ăn cơm đi. Dạ. Rồi, giờ đi chú đi bỏ mồi anh em ơi. Lát rồi chạy nha, rồi Linh sẽ qua lại cho anh em xem. Rồi. Ý, có cá sao tìm được nè. Đâu có, mà dãy đâu tới nó nổi hơn. Đó, ngay nhà đó luôn đó. Đây không? Ừ. Tới không? Tới nổi không? Không phải chờ cho nó qua một chút. Tới không ta? Không tới nổi đâu. Rồi, rồi đừng có quăng bên kia nha. Quăng kia dính mệnh đó. Hên quá, hên. Quá hên. Vừa tới luôn á. Chiếu ê cái đó có dính không? Không biết nữa. Bởi vậy? Còn quá rộng luôn. Ngay chát luôn rồi đó. Nó không tròn nhưng mà nó rộng. Ê! Trời ơi. Vô không? Vô. Tao qua bên kia chỉ quay về ngược nắng không? Nó nhìn như nó chói không? Được, thấy được. Mà giấc trưa này chắc không ngon đâu. Rồi ông đâu quăng tới ngoài nổi. Ông quăng ngang vậy nè. Rồi nãy dịch nó mới tiêu rồi. Có rồi, có là những vùng vinh liền. Trưa này không có cá mà. Ôi rồi. Hả? Trời đất ơi. Ủa, nó theo trì nãy giờ. Mới vậy. Một con kìa. Ôi thua rồi. Ôi dính con miếng một bình trời. Độc không? Mà. Kéo qua đây không mày? Đó có cây không? Ừ. Hai con. Cái đại đi tính sao? Không có rồi, không tung gì hết trơn. Ê. Nhóc luôn, ê thấy một cá kìa. Lụm cá đó hả? Rồi. Rồi tụi con. Nhỏ dạ. Bỏ đi. Nhóc nó giỡn không? Rồi, giặt trưa rồi Linh ơi. Ừ. Có cá rồi. Cái gì vậy? Trắng nè. Rồi. Trời ơi, trắng luôn ông Lực. Không nói sao ạ. À? Trắng được, cũng khá. Mà được cá nhỏ. Không có cá bự. Rồi nè, ấy đi tao vũ cho. Vậy là mình biết rồi mẹ ơi. Đấy. Đây anh em. Tại Linh quăng là phải dị chứ. Không có khủng nhưng mà cũng được. Đồ đã không? Chắc trưa này cá nó đi nghỉ trưa không ơi? Trưa. Ừ, chắc dị quá. Cái bến này là quăng lợi nha anh em. Bến này là quăng lợi nè.
không làm cái này được. Hả? Phải đổi mới được, đổi chiến thuật mới được. Ừ. Hồi nãy giờ cái bến này nó lẽ là bến cuối cùng nè. Phải không chú? Ừ. Mấy bến kia về lục bình cứ ngắt rồi. Mới chạy dưới tới dưới này luôn. Là nó mới trống. Lát mình tới lại coi bến nào trống mình quăng. Thì tới lại trống quăng không trống gì luôn á. Chứ sao giờ? Ừ. Hên xui. Hên xui đó. Uống thiệt chứ anh em ơi. Đi. Nó có thận kèo hoài được. Hai con rồi. Có khi nó cũng phải nghịch kèo. Đấy. À. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rồi. Cái máy quầy nó dính luôn à. 14 15 con. Cũng được chứ anh em. 15 con này mà bự thử coi. Ừ, 15 con này bự là ngon nè. Rồi màn hình nó bị dính rồi anh em ơi. Rồi. Tới chạy tiếp theo. Trời ơi trời. Rồi ôi đi rồi. Hồi nãy con kia ông quăng là chẹp rồi đó. Con kia ông quăng là chụp con cá đó rồi đó. Giờ này tin vô con cá đó không? Không. Hả? Không. Vô đó. Vô nó chạy rồi. Chạy đâu? Nó ụt rồi là nó ủi vô mé. Phải không? Ừ. Ha, ụt nó đi. Rồi cá ụt long thành luôn anh em ơi. Đó. Thấy không? Phải mày Vinh. Vinh. Ừ. Không phải nó. Mới tùng cái. Ê, đâu nó? Gì? Trời ơi. Nó ra gì là nó đó. Ừ. Nó mới ụt đó. Mới tùng nè. Mới tùng cái nè. Không ngờ có cơ hội anh em ơi. Trời ơi. Trời thấy ơi. Mày thấy chưa? Vô nó có vô rồi vô rồi vô. Mày quăng đâu có bằng tao được thấy chưa? Nó. Nãy giờ ngồi chờ cái cục quỳnh này qua nè anh em. Hai con đó là khác. Ở dưới á. Ở dưới nữa không? Ở dưới á. Trời ơi. Ừ. Trời ơi nôn đây nè. Bực đây nè. Thấy không? Tôi nói bến nào là huyền thoại là huyền thoại à. Rồi để này ra đỉnh này để con quăng ngon quá. Được hả? Con quăng rộng ra ngoài luôn. Con quăng là tôi bắt con cá ụt đó đó. Bị ông quăng mới vừa tới con cá ụt à. Thì ụt nó đi vô mà. Gặp con là con quăng tới ngoài ngoài á. Đây nè, lục bình nhìn tích lợi nè anh em. Hên là con kêu con quăng á. Đây, bởi ngang không ơi. Không có chỗ đứng nè. Bởi ngang á. Xuống luôn. Trời ơi, chài mà sợ ướt thiệt tình chứ. Cô bán chị xem mà tức ông luôn á. Dạ gì? Trời ơi, quá trời lên rồi. Hả? Quá trời luôn rồi. Phải không? Trời. Ép vô, đừng có kéo lên. Vừa ép vô ép vô bờ cái kéo lên. Ừ. Trời ơi trời. Hai cá quá rự lên em ơi. Ôi nó bụng sao mày quá trời luôn này nè. Kệ nó lên vũ rồi tính. Đã cái đàn này đã nha. Thấy chưa? Cái xưa vẫn có nhưng mà nó không bằng giá sáng thôi. Cây lấy thùng không, cái cây này không không. Nó đã nè em ơi. Đã lắm. Giữ nó ra đi. Ngấp từ nè. Ừ. Khoái nhất là hai con cá này nè. Đã không? Vậy là con cá ụt nó ra rồi. Đó, con đó đó. Không phải đâu. Đó đó. Cái bự á. Ồ phải. Không phải thua mày đó. Nó ăn rồi nó ụt không phải ngay đó nhưng mà nó ụt gần đó rồi nó đi xéo xuống đó đó. Phải không? Ừ. Thì ông chụp luôn phải không? Ừ. Phải nãy ông nói vừa ụt con vừa chụp là ngon rồi. Có hai chú cháu không có cười không? Còn là kỹ sư cái gì vô không? Cũng đón không nha. Ừ. Đón không? Trời ơi gỡ ở đây ta lụm ta liện vô luôn. Ba hồi gỡ liện vô thì nó la. Nó để ngoài đi đang quay rồi lát. Lát nó lụm. Rồi ba hồi mình gỡ mình lụm vô cái nó cũng la. Trời giờ nắng tối quá anh em ơi, anh em xem thông cảm nha. Trời ơi cái ủa cái linh chứ. Cái linh lỗ trơn à, có một hai con ăn được thôi. Hai con cá này đủ vốn à. Ừ. Trời quăng hai con vậy là đủ vốn.
Nãy ông tính bỏ cái bến nè anh em. Linh nói thôi ngồi đợi đi, chút là trống à, thiệt trống thiệt. Rõ ràng luôn. Ờ cái miệng Linh linh ghê. Nghe gì không, ta nói gì không? Mọi người cá chạy ngang mà la vậy luôn á. Vậy thấy ngon thì được. Giờ Linh phải quay xa xa rồi đấy, toàn cảnh là ông đứng ông gỡ cá luôn nha anh em. Chứ ngồi gần quá, phải như ông ngồi thì Linh ngồi gần được. Thì vũ bị gì vũ dằn đất dữ lắm quý vị, thành ra cái máy nó nhiều khi nó bị dính bùn. Có tại ông đứng á. Đứng vũ đứng cao nữa. À, đứng cao. Chứ ngồi vũ nó lâu lắm. Rồi giờ tới tới Linh nè. Linh lượm cá vô nè. Ôi, đảo nè em. Em biết không? Đây. Nó làm mây làm gió là nó nè. Đá gì đâu á. Không còn nhiều, chạy gì cũng được nữa. Đây, con dẹm nè. Xuống sông. Rồi luôn, Linh hiểu luôn. Rồi lại mấy bến kia có nữa không? Trống nữa không? Bảo đảm mày về tới nhà mà nữa thằng cá đó. Đây anh em, đã không? Tâm đi. Thôi tự tin quá, giái lục bình cứng ngắc này như nãy. À, hồi nãy chạy bằng đi cứng ngắc à. Giờ về biết sao đây? Lục bình thì không dám nè. Rồi. Chứ đừng có lục bình đi là tới nhà mà. Ừ, nói gì á. Rồi giờ đi lên đổ cá cho anh em. À, có tàu chạy kìa, coi nó có giật lục bình kìa không? Tàu đó nó mua xe nó chạy tỉnh á. Đâu chạy đây đâu. Vậy nó chạy xuống đây. Thấy không, con nghe nó chạy xuống nó giật lục bình ra. Ở ngoài ở bên đó thì nó trống anh em, còn ở đây là lục bình vậy nè. Đây về sao quăng đây hết bến rồi, chắc về luôn quá. Nãy giờ bỏ mấy bến này mà lục bình chạy nữa. Bỏ gì giờ, đây Linh đi xuống dưới coi hả? Vô phương phải không? Ổn quá. Bỏ đi. Trời ơi, nãy đứng trên kia ít xuống này, xuống đây nhiều quá nè em ơi, sao quá. Trời ơi, nhóc ở dưới chú Lực ơi. Thôi bỏ đi. Uổng chứ. Khoan để phà cho chạy tới nó có giật cơ bớt không? Vì vô phương quăng ơi, không có kẻ hở nào hết trơn. Thua rồi. Phải ở bên đó trong. Ôi, khỏi đẩy ông ơi. Đẩy thằng kia nó ngào tới đây, nó cũng chứa đây nữa hả? Thôi, về. Kết thúc video luôn chú Lực ơi. Về, kết thúc luôn. Thì chạy ngoài hả? Rồi chạy ngoài cơ quan được không? Nói về luôn. Ok. Ôi, ông xách chài hả? Tưởng ông xách cái thùng cá. Đây là thùng cá nè anh em ơi. À, cái chỗ mang cái quán à, mới chài cái ổng nè, thấy không? Có cái nhánh nó đã không? Đó, là ông kéo ngang là dịch lên là xong đó. Rồi. Gì vậy? Rách rồi. Hả? Rách rồi. Nghe bực bực là ẩm liền. Rách rồi. Đúng rồi. Cái vụt ba cái này nữa. Chắc vậy quá. Cũng khó đứt lắm chứ. Ừ. Rồi. Rồi cảm ơn cho anh em xem coi lâu dữ vậy. Ừ. Đó, gặp quá. Đó. Phải gai rồi, văn nghệ rồi chứ. Đã thư giãn mà này nó làm riết gối trí luôn quý vị. mình làm mình coi như là giải trí mà nó làm cái cố trí luôn á. Cho quán chài gấu anh em, nó đã không? Thế thần không nó cọc đó. Này ông phơi nắng em mau một lắm nha. Đâu có khô, lấy vô chứ. Đem đây cho khô thôi mà. Rồi kỹ không? Ừ. Rồi cho cô bánh chị xem cá đi. Ừ, có mấy con mà coi gì cái đợt này không hấp dẫn. Đây, đợt sau.
thật sao cũng không hấp dẫn anh em ơi. Đó, nhưng mà lục bình nhiều quá con không quăng được nhiều nữa nên thua luôn rồi. Đây được bao nhiêu rồi, đang sai phải không? À, chào cô bác anh chị cá đi rồi. Rồi xin chào quý vị ơi, bữa nay vô mánh nhưng mà đợt sau này nó hơi ít thôi chứ đợt trước vô mánh phần 2 là không vô mánh anh em ơi. Rồi công tác của bà sao đây đâu đây anh em. Khoan đây cho anh em xem bà ngồi bà đây Linh này chuyển vị trí kìa. Đừng có quay mặt mệt quá. Đó mặt hết rồi. Đây nè. Mặt cái gì vậy trời ơi. Mặt nó lại đi. Ê đi. Sao trong cái hả? Quá đuối rồi. Đây công tác của bả nè nè. Bả sai này ba cũng bận luôn nha. Bốn bận lận. Mọi người muốn ủng hộ mình nha. 80.000 một ký. Ăn ngon lắm anh em. Ăn bao dẻo luôn. Ai mấy chị chở thịt theo chứ khen chứ nói cá có cưng dẻo ngon quá. Biết không? Con muối á. Không phải con muối. Cô bác chị sao biết sao cá sai mà nó ngon hơn cá nạo không? Bị cái con cá nạo á là để nó ương lên người ta mới nạo. Có nghĩa là ương là gần sình á người ta mới nạo được. Còn con cá mà mới bắt về còn tươi gì nè là anh em không bao giờ nạo được nha. Làm cách nạo cũng vậy luôn, không bao giờ nạo được. Cá tươi về mà xong là sai. Có nghĩa là con cá này là gọi là cá tươi luôn nè. Vâng, nó bắt đầu là bỏ cầm rồi, bắt đầu là mới bỏ đủ tủ lạnh đó, đang cho nó không có, hoặc là tủ đá đang cho nó không có sình đó. Nhưng mà không sình đâu, mình đã ướp muối rồi là thịt nó không bao giờ sình nha. Nên là những cô anh chị hỏi cá nạo nó là nó mắc phải mắc hơn là cá sai. Linh cũng đồng ý của bác anh chị là cá nạo á là giá như ở đây biết bác cá nạo nhiêu ta, trăm mấy cá nạo là 100.000, cá nạo là 100.000 của bác anh chị. Còn cá sai này là 80, mà cá sai này là dẻo là không bằng gì cá nạo luôn nha. Nhưng mà cá nạo thì Linh đã nói hồi nãy vậy đó. Cái này Linh có nghĩa là Linh không có phá anh em gì hết nha. Cái này Linh nói sự thật như vậy, sợ cô bác anh chị coi được Linh nói cái này làm ảnh hưởng làm ăn của anh em quá. Linh cũng xin lỗi nha, bởi vì thử nói sự thật là vậy đó. Con cá ương là cô bác anh chị nạo mới được đó, còn con cá này là còn tươi. Hồi nãy giờ Linh cũng hơi nói nhiều các bác anh chị. Tội nghiệp bà đẹp. Ủng hộ bà đẹp một like của anh chị. Rồi siêng năng không sai gọn ra con gà rồi xong rồi lát xong rồi sai xong không lát mặn số cá đó nữa kìa. Bây giờ Linh kết thúc video đây, hẹn cô bác anh chị lại cái video sau. Bỏ mua cái này hết 100 mấy ngàn nha cô bác anh chị. 350 nè, 350 kia bỏ rồi đó, kia bỏ đó, 250 bỏ rồi đó. Sao kìa, nó sai nó trời nó trục trặc mệt quá đúng sao đó không mua cái này kiếm mà không có đâu biết đâu ra Tân Thạnh ra đây mới mua mới có đi giáp ở cây lậy luôn không có. Trời ơi sát chợ sát bên không mua đi cây lậy đi sao sao đi khám bệnh rồi mua luôn. Rồi ai về mà cái này nó không nhiễm mà cái này rất là nhiễm nha. Cái kia sai bao cũng quận mà không nhiễm mà cái này nhiễm dữ dằn á, ai ăn cũng khen không có xương chân để sát qua nó mờ nè. Ai ăn cũng không có, nó khen cũng không có xương. Tôi nghĩ là nó không có cộm á anh em nó sai gì là nó cộm nha, không bao giờ cộm luôn nha, không có xương. Linh bao ăn luôn nha, tại vì bà bán cái người ta quản hồi đã hỏi sao có xương cho nó không có xương. Người mua lần 3 ký mới động 1 ký mua thêm ký nữa rồi mua thêm ký nữa. Bởi vì ăn ngon thịt heo không ném. Bởi vì là cái này làm được đủ mà, món ăn này có canxi á, mà cái này làm được đủ món nữa. Ăn này có canxi nè, là dầu hú qua được nè, đập dẹp chiên cũng được nè, rồi cuốn bánh tráng cũng được nè, rồi làm chả chiên hay gì cái gì cá. Chả cá gì xỏ lụi tròn tròn đó đó cũng được nha. Mà Đinh ở đây đặc biệt là không có pha bột nha anh em, cá nguyên chất
Vậy ai muốn ăn muốn pha gì pha? Đó, cá nguyên chất vậy đó. Nhưng mà Linh thì phải ướp muối thôi. Cái nãy giờ ba quận rồi đó. Vậy quận thứ ba. Vậy gì rất mịn. Rồi nãy giờ nói kết thúc video mà chưa nữa anh em ơi. Rồi tạm biệt cô bác anh chị. Tạm biệt. Thấy gà nó mịn không? Gà nó mịn thì hồi còn thứ tư.